Vâng, thưa quý vị, khu vực Trung Du miền núi phía Bắc có nhiều tiềm năng để nuôi cá nước ngọt bởi hệ thống sông hồ chứa, hồ thủy điện tương đối lớn. Tuy nhiên, trong quá trình nuôi, phân thức ăn dư thừa, chất thải của cá có thể làm môi trường nước bị ô nhiễm, làm ảnh hưởng đến nguồn nước sông hồ. Và để khắc phục vấn đề này, đề tài nghiên cứu giải pháp kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi thủy sản bền vững bảo vệ môi trường nước đã được ra đời. Ghi nhận của các phóng viên Nông nghiệp 24 giờ tại mô hình nuôi trai ngọc kết hợp với cá trám đen trên lòng hồ núi Cốc của tỉnh Thái Nguyên. Những chiếc phao trắng nổi bên cạnh lồng nuôi cá này là điểm đánh dấu vị trí nuôi trai lấy ngọc. Trai đen cánh dày khai thác từ các sông suối tự nhiên, sau khi cấy phôi tạo ngọc được đưa về nuôi kết hợp với lồng cá chấm đen. Đây là đề tài nuôi trồng thủy sản thân thiện với môi trường nước. Đề tài được Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên triển khai thí điểm tại Hồ Núi Cốc, Thái Nguyên với quy mô 4.000 con, trong đó có 2.000 con cá chấm đen và 2.000 con trai nuôi lấy ngọc. Ưu điểm của cái mô hình này là nó giảm thiểu cái vấn đề về cái ô nhiễm của cái hoạt động nuôi trồng thủy sản đối với nguồn nước của hồ chứa, bởi vì trai nó ăn hoàn toàn cái phù du có trong nước. Thứ hai là cái hoạt động nuôi trai ấy, thì cũng đem lại lợi nhuận, bởi vì thông qua đó là mình sẽ thu được ngọc trai. Theo cơ chế tự nhiên, khi có vật lạ đưa vào cơ thể, trai sẽ tự tiết dịch để bảo vệ mình. Dựa vào đặc tính đó, các nhà nghiên cứu đã đưa nhân cấy vào cơ thể con trai để nuôi ngọc. Công đoạn này sẽ được thực hiện khi con trai đạt kích cỡ 300 gram một con trở lên. Đây cũng là kỹ thuật khó nhất trong quá trình nuôi trai lấy ngọc. Con viên trai này sẽ được cấy ở hai vị trí của hai bên của cái màng xoang và màng áo. Thì mình có thể cấy tối thiểu là hai viên, mỗi viên một bên, nên là ít nhất. Còn nhiều thì có thể cấy là bốn viên một bên. Trai này mình cấy lại là cấy nhân tròn để phục vụ cho cái làm sâu, làm chuỗi. Sau 10 tháng thử nghiệm, chương trình đã hoàn thành 80% kế hoạch và cho kết quả khả quan. Một là cái cá thì vẫn sinh trưởng tốt. Cái thứ hai là ngọc mà thu được do cái hoạt động nuôi trai này là đạt yêu cầu rất tốt. Ngọc thì tạo màu đẹp và cái tỷ lệ sống là khá cao. Mô hình nuôi trai lấy ngọc kết hợp cá chấm đen đang được nghiên cứu triển khai với mục tiêu bảo vệ môi trường nước, phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho nông dân. Đây cũng là một trong những đề tài khoa học công nghệ song hành với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nuôi thủy sản, đặc biệt là cá và ngọc trai kết hợp vừa góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, vừa góp phần cải thiện được môi trường ở các lòng ao hồ. Và đối với chương trình nông thôn mới thì cái nội dung về môi trường cũng là một cái nội dung trọng tâm trong giai đoạn vừa qua và trong định hướng thời gian tới. Bên cạnh mô hình nuôi ghép cá chấm đen và trai ngọc tại Hồ Núi Cốc, đề tài nuôi thủy sản bền vững cũng đang được triển khai nghiên cứu tại Hòa Bình và Sơn La với hai đối tượng là cá nhào Mỹ và cá bỗng, kết hợp với nuôi trai nước ngọt lấy ngọc. Các mô hình thí điểm sẽ kết thúc và đánh giá nghiệm thu vào tháng 6 tới. Mô hình thành công sẽ được chuyển giao cho các địa phương, góp phần cải thiện môi trường nước, nâng cao hiệu quả kinh tế và thu nhập cho người nông dân. Như chúng tôi đã phản ánh trong bản tin vào chiều hôm qua, hàng chục tấn ngao chết bất thường tại thị xã Nghi Sơn của tỉnh Thanh Hóa. Nguyên nhân vừa được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa kết luận là do mật độ nuôi quá dày, khiến ngao tranh chấp thức ăn, nơi trú ẩn, ngao bị yếu sau quá trình sinh sản nên đã dẫn đến tình trạng chết hàng loạt. Báo cáo của sở này cho biết hiện tượng ngao chết xảy ra từ những ngày đầu tháng. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã hướng dẫn nhân dân thu gom ngao chết, san thưa hoặc chuyển đến vùng an toàn. Nhưng đến nay, ngao vẫn tiếp tục chết. Tổng diện tích ngao bị thiệt hại là 3,8 hectare tại 5 hộ nuôi, tỷ lệ chết là từ 20 đến 25%. Ngao chết là ngao thương phẩm, kích cỡ từ 70 đến 120 con trên 1 kg. Kết quả phân tích mẫu nước và mẫu ngao thu được cho thấy chỉ tiêu nitơ, nitrit vượt ngưỡng 2,6 lần khiến tảo nở hoa, sinh ra độc tố, gây thiếu hụt oxy trong nước, có thể khiến ngao chết hàng loạt. Nguyên nhân chính là do người dân nuôi với mật độ quá dày, lên tới 2.000 con trên 1 mét vuông. Trong khi theo hướng dẫn kỹ thuật, mật độ thả giống phù hợp tối đa chỉ 500 con trên 1 mét vuông.
Cũng một vấn đề khác trong việc nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, một hai năm trở lại đây khi nghề đánh bắt khai thác không cho hiệu quả, người dân ven biển đành để thuyền nằm bờ. Và cũng từ thời điểm này, nghề nuôi tôm trong lòng hồ bắt đầu xuất hiện rầm rộ. Trong phường Hải Thanh, người người nhà nhà đổ xô đi đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị nuôi tôm phát triển kinh tế. Tình trạng này khiến tuyến đê biển bị bất tử khi mà người dân đục phá làm ống dẫn nước gây ô nhiễm môi trường, mà chính họ cũng là nạn nhân khi phát triển nóng tình trạng nuôi thủy sản tự phát. Những đường ống dẫn nước mặn được nối từ biển vào trong đất liền. Ngược lại, nước thải cũng được xả trở ngược ra biển và kết quả chỉ có thể là ô nhiễm. Ở đây là người người nuôi tôm, nhà nhà nuôi tôm, họ thích nuôi tôm. Cái nước tôm nó thải ra ở đây như vậy là hàng chục cái nhà nuôi tôm nó cũng ô nhiễm môi trường. Theo quan sát, khu vực nuôi tôm không nằm trong quy hoạch mà tồn tại ngay trong khu dân cư, tập trung nhiều ở thôn Thượng Hải, Thanh Đông, Thanh Xuyên của phường Hải Thanh. Nhà có đất thì tự đào ao, xây bể, ai không có đất thì thuê để nuôi tôm. Tình trạng này diễn ra từ 2 năm trở lại đây. Thế là mình nuôi đây là nuôi tự phát ạ? Nuôi tự phát chứ cũng không nhà nước, nói chung là xã và tất cả các ban ngành đều không đồng ý. Điều đáng nói, điểm chung của thực trạng này không chỉ là vi phạm về quy hoạch nuôi trồng thủy sản mà là thua lỗ. Với 5 bể nuôi tôm, chỉ hơn 300 mét vuông, ông Long đã đầu tư vào đây gần 1 tỷ đồng. Số tiền này có được từ nguồn vốn ngân hàng sau khi ông cắm sổ đỏ. Nhưng qua 2 vụ nuôi đều thất bát. Chú nuôi từ năm ngoái. Lứa đầu tiên chú nuôi gần một lứa đầu tiên là lỗ tầm 3 chục. Sang lứa thứ hai thì các cháu là trong đây là gọi là 6 tháng đấy, tôm bằng béo nữa mà khả năng có tiếp tục lỗ. Người ta ăn trông được hết, nhưng bây giờ không được phải chấp nhận phải vay, phải cố gắng mà làm đi mà trả công nhà lỗ thôi chứ. Đại diện Ủy ban nhân dân phường Hải Thanh cho biết, việc nuôi tôm tự phát xuất hiện đầu năm 2017 với một số hộ dân, nhưng chỉ sau 2 năm con số này đã gần 100 hộ nuôi khi nghề đánh bắt thủy sản của bà con gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, phát triển số lượng hộ nuôi trồng không đồng nghĩa với hiệu quả kinh tế. Trong năm nay đấy thì rủi ro đại đa số là bị thua lỗ là nhiều. Về địa phương ấy, thì cũng không hỗ trợ được cho bà con được cái vấn đề gì vì đây là không phải là vùng quy hoạch mà phải tự phát. Đến nay trong 70 hộ nuôi còn lại tại phường Hải Thanh đã có gần một nửa cơ sở bỏ không vì hết vốn. Thực trạng này một lần nữa khẳng định những rủi ro của việc phát triển nuôi trồng thủy sản tự phát, thiếu quản lý của cơ quan chức năng. Chương trình xin được tiếp tục cùng với những nông dân 4.0. Thưa quý vị, theo số liệu của Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổn thất sau thu hoạch của ngành lúa gạo chiếm khoảng 14%, tương đương với hàng nghìn tỷ đồng bị mất mỗi năm, chủ yếu ở các khâu thu hoạch, phơi, sơ chế và bảo quản. Để giảm tổn thất sau thu hoạch, những năm trở lại đây, nhờ áp dụng mô hình 1,5 giảm trong canh tác lúa và các chương trình nhằm giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch đã góp phần nâng cao giá trị cho sản phẩm lúa gạo. Thoạt nhìn, nhiều người sẽ liên tưởng đến một trò ảo thuật. Tuy nhiên, đây lại là cách những nông dân ở Hợp tác xã Nông nghiệp Khiết Tâm, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ kiểm tra chất lượng phơi sấy lúa. Khi tờ giấy bay là như thế này, cũng có nghĩa là nhiệt độ quạt sấy đã đạt tiêu chuẩn. Hơn nữa, công nghệ sấy này không tốn kém. Chúng được vận hành bằng việc đốt củi chấu, do đó không gây ô nhiễm môi trường. Có nhiều cách để kiểm tra là độ đồng đều của lúa nó không có bị gãy gạo, nó không có bị đổi màu và ít chi phí. Thì máy sấy thì nó có các bộ phận quan trọng, một trong những bộ phận quan trọng là cái quạt thổi làm sao cho đủ gió và đủ áp để cho chất lượng lúa nó đồng đều và nó tốt. Hiện nay để giảm tổn thất sau thu hoạch, giảm nhân công phơi lúa, 50% nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long đã áp dụng công nghệ sấy này. Ước tính, sấy lúa đã giảm tổn thất 5% so với hoạt động phơi thủ công trước đây. Đồng nghĩa với việc cứ 1 tấn lúa, nông dân giảm được 300.000 đồng, với giá lúa hiện tại là 6.000 đồng 1 kg. Không chỉ vậy, lúa sấy còn được thu mua với giá cao hơn lúa phơi ngoài đường. Nhờ áp dụng cái sấy này, thì bây giờ là nó làm cho cái hạt gạo của mình nó sẽ không bị rạn nứt. Thì cái lượng gạo của mình sẽ tăng cái phẩm chất gạo lên, thì cái giá bán nó sẽ cao hơn. Mà so với cái lúc trước là mình phơi
phơi ngoài đồng, sơ phơi bằng thủ công sấy thì nó sẽ cao hơn là 10% so với mình phơi tay. Theo ước tính của Liên Bộ, xuất khẩu gạo năm 2020 đạt 6,15 triệu tấn, trị giá đạt khoảng 3,07 tỷ đô la Mỹ. Cơ cấu gạo xuất khẩu của Việt Nam đang tiếp tục chuyển dịch sang các loại gạo thơm, gạo chất lượng cao với giá bán và giá trị gia tăng cao hơn. Cùng với đó, người nông dân và các thương nhân xuất khẩu gạo cũng ngày càng quan tâm hơn tới việc nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc và hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường khó tính như EU, Hàn Quốc, Hoa Kỳ. Việc giảm tổn thất sau thu hoạch nhờ công nghệ sấy lúa là mục tiêu quan trọng góp phần nâng cao giá trị cho sản phẩm lúa gạo Việt.